Chiều ngày 16 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại những vùng xung yếu, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó mưa lớn. Huyện Bình Sơn là địa phương có lượng mưa lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa đo được đến 15 giờ chiều nay tại trạm Bình Tân là 457mm, Bình Khương 322mm, Bình Mỹ 300mm, Bình Trị 310mm. Trước diễn biến mưa lớn, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đã đi kiểm tra tại xã Bình Hiệp, Bình Long và Bình Minh. Chống thiên tai của năm 2023 đã căn cứ nhiều cấp độ khác nhau, trong đó có cấp độ là di dời dân, tập trung tại một số điểm là an toàn để đảm bảo là an toàn tính mạng nhân dân. Theo ước tính thì trong huyện khi cấp độ thiên tai xảy ra ở 4 và cấp 5, chúng tôi dự kiến sẽ di dời khoảng 10.000 dân. Theo cái phương án được duyệt thì phần lớn là chỉ tập trung vào các điểm an toàn theo phương châm là xanh dứt tại chỗ, kết hợp với đó là chuẩn bị một số lực lượng như là thực phẩm hay hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện thiết bị tại chỗ để đồng loạt các thành viên trong đội đảm bảo công tác ứng phó và phòng chống thiên tai là hiệu quả cao nhất. Tại xã Bình Hiệp, ông Hồ Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết địa phương đã thực hiện các công tác 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng và thông báo đến nhân dân địa phương ứng phó mưa lớn, đồng thời huy động lực lượng công an quân sự trực 24/24. Xã Bình Hiệp có 2 điểm ngập, trong đó tuyến đường vào xóm Lục Trung, thôn Xuân Yên Tây với 130 hộ dân đã bị ngập từ hôm ngày 15 tháng 10 đến nay. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi, 5 huyện miền núi của tỉnh hiện có gần 1.850 hộ, trên 7.350 nhân khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở núi, bờ sông, bờ suối và lũ ống, lũ quét.